kính chào quý khán thính giả đài truyền hình Đất Việt. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, 40 năm đã quá dài và quá đủ cho một cái chế độ mà hiện nay trong nước chính họ nói đó là một chế độ hèn với giặc, ác với dân. Nhiều cái cuộc đấu tranh đã xảy ra trong nước trong suốt 40 năm qua. Và thưa quý vị, cũng rất nhiều người đã phải đi tù. 8106 là một tổ chức được hình thành vào ngày 8 tháng 4 năm 2006. Mà chúng ta cũng đã biết rằng những người tù nổi tiếng như là luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân cũng là những thành viên của 8106. Thưa quý vị, năm 2006, khối 8406 ra đời. Ban đầu thì chỉ có 118 thành viên ở trong nước. Nhưng mà danh sách gần đây nhất được công bố vào ngày 22 tháng 8 2006 đó. Thì thưa quý vị, thành viên công khai đã lên đến 1.951 thành viên ở trong nước, 3.881 thành viên công khai đang sinh sống ở nước ngoài. Trong số đó thì thưa quý vị, có thêm 139 chính khách quốc tế, 50 nhân sĩ thuộc hiến chương 77 của Tiệp Khắc và cũng có 50 dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ cũng là thành viên của 8106. Thưa quý vị, với cái hiện tình đất nước trong những năm gần đây, đặc biệt là với sự phát triển của phương tiện Internet, thì cái sự liên kết trong và ngoài nước đã tạo thành một cái ảnh hưởng nhất định và cũng tạo thành một cái bàn đạp để cho cái sự đấu tranh đòi hỏi dân chủ, dân quyền, quyền làm người ở trong nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi những tổ chức sự dân sự ra đời, sự phát triển càng mạnh mẽ thì cái sự dãy dụa của chính quyền lại càng khốc liệt, và chúng ta đã thấy vẫn còn những người đấu tranh đang ở trong tù. Có thể nói rằng những năm sau này thì Cộng sản Việt Nam bớt bắt người đi tù, nhưng khủng bố, đánh đập, sử dụng công an trị ngày càng khốc liệt. Và thưa quý vị, người Việt hải ngoại không thể thờ ơ. 8406 hải ngoại tại Bắc Cali đã ra đời theo cái lời kêu gọi của 8406 khắp nơi. Và thưa quý vị, chúng tôi được biết trong tuần lễ tới đây, 8106 sẽ có tổ chức một cái buổi gây quỹ cho tù nhân lương tâm. Chúng tôi hôm nay hân hạnh tiếp xúc với là anh Quốc Việt, là một thành viên 8106, anh Mai Khuyên là chủ tịch khu của chính trị, cũng là một thành viên 8106. Nghe được, mời anh Quốc Việt gửi lời chào khán thính giả đài truyền hình Đất Việt thưa anh. Dạ, chính chúng tôi Quốc Việt, thành viên 8106 hoạt động tại Hoa Kỳ, trân trọng kính chào quý vị. Dạ, mời anh Mai Khuyên ạ. Tôi Mai Khuyên, chủ tịch khu hội Bắc Cali và cũng là thành viên của khối 8406. Xin kính chào quý vị khán thính giả của Net Việt. Dạ vâng, như cái lời vừa trình bày thì thưa anh có thể cho khán thính giả đài truyền hình Đất Việt biết là mục đích và ý nghĩa của buổi gây quỹ này. Mời anh Mai Khuyên. Mục đích của buổi mà gây quỹ này là khối 8406 nhằm hỗ trợ cho tất cả các nhà đấu tranh ở tại quốc nội, và riêng với Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Độ và tù nhân Trần An Bình, cũng như là ca nhạc sĩ Việt Khang và một số các nhà đấu tranh đang bị giam cầm. Thì chúng tôi, những thành viên của khối 8106 Oakland, San Francisco, Bắc California, với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali và tất cả các hội đoàn của người Việt của Bắc Cali, hỗ trợ cho khối 8406 là để giúp cho chúng tôi tổ chức một cái bữa tiệc để gây quỹ cho tất cả những anh em đang bị giam cầm, tức là những thành phần đấu tranh ở tại quốc nội đang bị giam cầm dưới chế độ của Cộng sản. Thì khối 8406 chúng tôi có một cái bữa tiệc trong tuần sắp tới đây, tức là thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015. Vâng, thưa, không biết rằng anh Mai Khuyên hay anh Quốc Việt có thể xác định rằng cái vấn đề mà gây quỹ của 8406 Bắc Cali kỳ này là gây quỹ cho 8406 trong nước
hay là gây quỹ cho những tổ chức đấu tranh trong nước? Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa anh Nghệ Lữ. Thật sự ra thì cái công việc cái quỹ này đó là do 8106 khởi xướng. Nhưng mà sự hoạt động thì do tất cả các đoàn thể quốc gia, những người đấu tranh cho dân chủ như Việt Nam tại hải ngoại đứng ra tổ chức. 8406 là những người đi dự và khích lệ. Kính thưa quý vị, hiện tại các ngài dân chủ đấu tranh quốc nội rất là đông, mà trong đó một số ít 8106. Thành ra công tác ngày hôm nay chúng ta là hướng về những người đấu tranh dân chủ quốc nội, trong đó có 6108. Dạ vâng, kính thưa quý vị, sẽ diễn nghe lựa hỏi câu đó rồi. Quý vị cũng đã biết là như trong cái thời gian gần đây, không riêng khối 8106, có thể nói là khối 8106 là một tổ chức xã hội dân sự, có thể nói là một trong những tổ chức có mặt đầu tiên trong phong trào đấu tranh. Tuy nhiên hiện nay thì gồm có rất là nhiều, nào là Nô Du Sài Gòn, Nô Du Hà Nội, Hội Cứu Lấy Dân Quang, rồi phong trào Liên Lớp Phụ Nữ, rồi Dân Quang Ba Miền, rồi Hội Nem Dân Chủ, vân vân, rất là nhiều thưa quý vị. Và như chúng tôi vừa biết thì đây là 8106 Bắc Cali khởi xướng với sự hỗ trợ đồng hành của các hội đoàn quốc gia tại đây. Khi hướng về quê hương, không thể thờ ơ với một hình dân tộc, dĩ nhiên đây là cái bước đầu 8106 hoạt động những điều thiết thực để chắc chắn rằng không làm cái gì lớn lao, nhưng là an ủi, động viên tinh thần của những người đấu tranh dân chủ trong nước, san sẻ phần nào khó khăn của những người đang đấu tranh mà bị Cộng sản Việt Nam kềm kẹp, khống chế, và đặc biệt rằng họ bị bao vây về kinh tế, thưa quý vị. Vâng, thưa với anh Mai Khuyên, thì nếu có một điều gì đó nói với đồng bào để đến với cái buổi mà gây quỹ này, thì anh có cái điều gì tha thiết đau đáu mà anh muốn chia sẻ với lại đồng bào phải đến với lại cái buổi này thưa anh? Thì kính thưa quý vị đồng hương tị nạn cộng sản, đây là một cái lần đầu tiên mà khối 8106 chúng tôi hội ý với nhau để tổ chức cái gây quỹ đặc biệt riêng cho những anh em đang đấu tranh tại quốc nội và đang bị giam cầm. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả quý chiến hữu cũng như quý đồng hương tị nạn cộng sản, mỗi người góp một bàn tay để chúng ta xoa dịu những cái vết thương của những người đấu tranh ở tại quê nhà của chúng ta đang bị giam cầm và bị bọn cộng sản đánh đập và giam cầm một cách là đặc biệt rất là khổ đau. Chúng tôi muốn quý chiến hữu cũng như đồng hương tị nạn cộng sản góp sức và góp tài chánh cho ban tổ chức chúng tôi một phần nào để chúng tôi có cơ hội để giúp đỡ tất cả những anh em đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại ở đất nước trong vấn đề giam cầm, bị cộng sản kiềm chế về kinh tế cũng như tài lực ở tại quê nhà của những gia đình của những người đấu tranh bị giam cầm tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi tha thiết và kêu gọi quý chiến hữu cũng như quý đồng hương tị nạn cộng sản cũng như tất cả những quý vị thương mại cố gắng giúp cho ban tổ chức chúng tôi thành đạt được kết quả tương đối cho những cái ngày chúng tôi gây quỹ sắp tới. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như Mai Khuyên vừa nói, cái thân phận tù nhân, nhất nhật tại tù thì thiên thu tại ngoại, ở bất cứ một xứ sở nào cũng đã là hết sức là khắc nghiệt. Tuy nhiên, tù nhân dưới chế độ cộng sản thì càng khắc nghiệt hơn, và không riêng người tù đang ở tù, mà thưa quý vị, với cái sự thông thương những tin tức giữa trong và ngoài nước, chúng tôi được biết là không riêng tù nhân đang ở trong tù mà thân nhân khi đi thăm nuôi cũng rất là khó khăn. Rồi những người đã mãn án tù đi ra ngoài vẫn không có cái đường sống. Rồi chưa nói con em của họ vẫn bị bích đường để có thể sinh hoạt, sống được. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại chương trình trong phần 2. Chúng tôi mời quý vị vẫn giữ làn sóng và theo dõi những tin tức của những cơ sở thương mại như sau.